Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra, Ngọc đi giúp việc cho ông Niềm Sở Há, 57 tuổi, quận 11, từ năm 2008 đến nay. Trong thời gian làm công, Ngọc thấy ông Há thường bỏ tiền vô túi quần cất tại phòng ngủ, nên nhiều lần lấy trộm tiền của ông này, mỗi lần từ 1 triệu đến cả chục triệu đồng. Đến cuối tháng 8 năm 2015, sau nhiều lần bị mất tiền mà không rõ nguyên nhân, ông Há đã bí mật lắp camera trong nhà, rồi tiếp tục theo dõi và trình báo công an phường 5, quận 11. Bước đầu, Ngọc khai nhận đã lấy ông Há gần 500 triệu đồng để xây nhà, mua xe và mua nữ trang.